trình máy tính trí nhãn Khang xin chào. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về chiếc laptop Dell Inspiron N3443C4i7 1820, và hy vọng rằng sau clip này các bạn sẽ có được những thông tin bổ ích, mua sản phẩm gì và mua tại đâu. Đầu tiên, quan sát về thiết kế bên ngoài, nhìn rất là nam tính với màu đen sang trọng kết hợp với vân nhựa nhám cao cấp, giúp cho khả năng chống chịu va đập rất là tốt, đồng thời chống bám bụi và chống để lại vân tay. Khối lượng cho sản phẩm của chúng ta đã là 2,1 kg, kèm theo đó là một pin 4 cell, thời gian sử dụng cho từ 3 cho đến 4 giờ, nên các bạn dễ dàng mang máy theo bên mình để làm việc, công việc sẽ không hề bị gián đoạn. Vâng, cùng quan sát phía cạnh trái của máy, chúng ta sẽ có một số cổng giao tiếp. Đầu tiên là jack cắm tai nghe microphone tích hợp. Bên cạnh đó chính là cổng USB 3.0 và đây là cổng 2.0. Một cổng mạng LAN và cổng HDMI. Khe tản nhiệt, jack cắm nguồn và khóa máy. Phía bên cạnh phải của máy chúng ta sẽ có khe cắm thẻ nhớ. Tiếp tục là một cổng USB 2.0 và một ổ đĩa DVD giúp các bạn cài Win, học ngoại ngữ hoặc xem phim. Quan sát xuống mặt phía dưới, đây chính là pin rời và loa ngoài 2.0. Có thể quan sát thấy một màn hình 14 inch với độ phân giải chuẩn HD. Với loại màn hình LED backlit này giúp các bạn làm việc ở những nơi nhiều ánh sáng, mắt được bảo vệ tốt hơn, hình ảnh hiển thị rất là sống động và sắc nét. Phía dưới này chính là bàn phím tiêu chuẩn với hành trình phím hợp lý, cảm giác rất là thoải mái khi mà thao tác trên bàn phím này. Đây là bàn di chuột cảm ứng đa điểm. Máy được trang bị đầy đủ cả Wi-Fi, Bluetooth, rất là tiện ích. Xét về cấu hình của máy thì sao ạ? Một chiếc máy được trang bị cấu hình Intel Core i7 thế hệ chip Blackwell với tốc độ xung nghiệp là 2,2 GHz, có khả năng tự động ép xung lên đến 3,0 GHz. Vâng, hiệu suất hoạt động cao này giúp cho các bạn chạy mượt mà mọi tác vụ. Kèm theo đó là RAM 4GB công nghệ đa nhiệm giúp bạn chạy được nhiều tác vụ cùng một lúc và khả năng tiết kiệm điện năng đáng kể. Dung lượng ổ cứng của chúng ta đó là 500GB, cung cấp một không gian lưu trữ vừa đủ để lưu giữ lại những tài liệu, phim ảnh hay những sản phẩm đồ họa của mình. Và điều đặc biệt là máy được trang bị một gam màn hình rời Nvidia GeForce 820M 2GB với công nghệ tự động chuyển cạp. Các bạn có thể chạy mượt mà các tác vụ đồ họa, chơi game 3D và hiển thị hình ảnh rất là sống động. Vâng, nhìn chung chiếc máy của chúng ta có một cấu hình rất là mạnh mẽ, kèm theo đó là một thiết kế nam tính, phù hợp với những ai là dân kỹ thuật, đặc biệt là đối với các bạn nam. Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại website ankhang.vn hoặc tới địa chỉ 210 Thái Hà để được tư vấn trực tiếp. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.